Chào các bạn, thì hôm nay tôi sẽ chỉ dẫn cho các bạn một cách rất đơn giản mà lại cực kỳ hiệu quả. Đó là chúng ta chỉ nhìn vào câu hỏi thôi, chúng ta sẽ biết được cái đáp án nào là đáp án chính xác. Đây, đây là bộ tài liệu để ôn thi giấy phép lái xe. Bạn nào mà đã đăng ký học lái xe thì đều sẽ được phát cái cuốn sách này. Vì vậy tôi sẽ chỉ cho các bạn trên cuốn sách này để các bạn dễ dàng hiểu và có thể tự đối chiếu luôn. Thôi đi thẳng vào vấn đề ấy, thì tôi sẽ chỉ cho các bạn là cái mẹo để chúng ta chỉ cần đọc câu hỏi thôi là chúng ta đã biết được cái đáp án nào là đáp án chính xác rồi. Đầu tiên á là một số các câu hỏi về biển báo. Các bạn thấy không? Câu nào mà nó có hai cái biển hình vuông màu xanh như thế này á thì các bạn chọn cho tôi cái đáp án số 1. Không phải nghĩ ngợi gì hết. Cứ thấy hai biển hình vuông màu xanh là chọn đáp án số 1. Đây. Như câu 340 này, cũng chọn đáp án số 1 cho tôi. Đó là cái đáp án chính xác. Những câu nào á mà nó có 2 đến 3 cái biển hình tròn màu xanh này á thì các bạn để ý cho tôi cái câu hỏi này nó có mấy từ như thế này á, một dòng á thì chọn đáp án số 1. Như câu 342 này có 2 dòng á thì các bạn chọn cho tôi đáp án số 3. Các bạn hiểu không ạ? Nó sẽ giải quyết cho chúng ta được rất nhiều các câu hỏi. Chúng ta không cần đọc câu hỏi, chúng ta chỉ cái thấy nó đúng ý. Như câu này, 2 đến 3 biển hình tròn màu xanh. Câu hỏi thì có 2 dòng, chọn ngay đáp án số 3. Đúng không ạ? Câu này cũng vậy, 2 biển hình tròn màu xanh, chọn đáp án số 3 là chính xác. Chúng ta không phải suy nghĩ bận tâm gì hết, để chúng ta có thời gian chúng ta giải quyết một số cái câu hỏi cần sự tư duy. Ở trong cái video lần này tôi sẽ chỉ cho các bạn là chỉ cần nhìn câu hỏi là các bạn biết được đáp án thôi. Tôi sẽ gom lại một cái. Còn qua cái video sau á thì tôi sẽ chỉ cho các bạn một số các câu hỏi như những câu như thế này thì cần phải sự tư duy một tí. Rồi, ok, qua phần này nhé các bạn. Đến với những câu hỏi lý thuyết á mà người ta hỏi về độ tuổi á, như các bạn thấy không? Có các thông số tuổi như thế này á, các bạn chỉ cần đọc sơ câu hỏi thôi. Rồi các bạn chọn cho tôi cái độ tuổi nào là lớn nhất, giá trị nào lớn nhất trong các số độ tuổi này thì đó là cái đáp án chính xác. Như cái này là 18 tuổi lớn nhất thì các bạn cứ tích vào 18 này. Ở đây 24 này thì bạn tích vào 24 này. Câu này câu 29 này thì có 21 tuổi lớn nhất thì các bạn cứ đáp án lớn nhất là mình chọn thôi. Như ở đây câu 31 là 27 tuổi lớn nhất, các bạn cứ chọn đáp án lớn nhất là 27 thì nó sẽ chính xác thôi. Các bạn không cần phải đọc câu hỏi. Hoặc nếu mình kỹ hơn thì mình có thể đọc được. Các mẹo này thế giúp cho các bạn là giải quyết rất nhanh những câu hỏi. Cái nào mình nắm chắc được thì mình sẽ đi qua rất nhanh. Thứ hai nữa là về cái niên hạn sử dụng của cái ô tô á, thì các bạn nhớ cho tôi là tải 25 và xe con xe khách là 20. Rồi các bạn đến với những câu hỏi nào á, người ta hỏi về cái giá trị định mức á, như câu 37, 38 này. Các bạn thấy các giá trị nó ở đây không ạ? Thì các bạn chọn ngay cho tôi cái đáp án số 1 nhé. Ở đây như câu 32 cũng vậy này. Người ta hỏi về cái độ tuổi tối đa á, lái xe á, thì các bạn không cần gì hết. Cứ thấy giá trị định mức, cứ chọn đáp án 1 cho tôi. Còn một câu hỏi nữa về cái độ lớn của cái còi cũng vậy. Hình như tôi nhớ không lầm đó là 90 decibel á. Thì các bạn cứ chọn đáp án cho tôi là đáp án số 1 là chính xác. Rồi đến với một số các câu hỏi về kỹ năng á, lái xe á, thì các bạn cứ thấy cái cụm từ nào ở dưới cái trả lời á có từ không được, nghiêm cấm, bị nghiêm cấm thì các bạn chọn ngay cái đáp án đấy cho tôi. Như câu 15 này, đây, không được dừng xe, đỗ xe, ok, chọn đáp án số 2. Như câu 16 này, thấy cái đáp án số 3 không được phép, chọn ngay đáp án số 3 cho tôi. Rồi các bạn hiểu không ạ? Hoặc như câu 18 có từ đáp án số 1 không được phép. Rồi ok, chọn ngay đáp án số 1. Không cần quan tâm đến câu hỏi nó hỏi là cái gì hết. Cái này thì rất nhiều cái câu hỏi nó ứng dụng cái điều này. Như câu 21 đây cũng vậy. À, chưa cần đọc cái câu hỏi. Tại ở đây là không được dừng xe, đỗ xe. Rồi ok, chọn đáp án ngay đáp án số 3. Đến với những câu hỏi về tốc độ, người ta hỏi là tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu km/h á, thì các bạn nhớ cho tôi các giá trị sau đây. Nếu hỏi là tốc độ 80
Và 40 thì chọn ngày đáp án số 1 này. 70 thì các bạn chọn cho tôi đáp án số 2 này. 60 chọn đáp án số 4. Và 50 chọn đáp án số 3 này. Và ứng dụng để vào làm các câu hỏi này á, thì các bạn thấy không? Ở đây là 40 đây thì chọn ngày số 1 này. Câu này là 50 thì biết ngay là đáp án số 3 là chính xác. Tương tự những câu hỏi khác cũng vậy nhé các bạn. Và một điều tôi lưu ý thêm các bạn nữa là người ta hỏi về công nông á, thì tốc độ của nó là 30 km/h. Hỏi về xe mô tô á, thì chúng ta nhớ câu cửa miệng là trong 4 ngoài 5. Nhớ là hỏi về tốc độ tối đa cho phép của mô tô á, trong đô thị thì 40, ngoài đô thị thì 50. Tôi nói rõ thành cái câu cửa miệng là trong 4 ngoài 5 để cho các bạn dễ hiểu. Tiếp theo là các câu hỏi về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc. Thì những câu này á, thì các bạn cứ lấy cái giá trị lớn nhất về tốc độ cho phép trên cái đoạn đường đó trừ đi 30 là sẽ ra cái số khoảng cách mà các bạn cần phải giữ an toàn. Ví dụ như cái này là 60 này trừ đi 30 thành còn 30 m. Đó là đáp án số 1. Tương tự như là ở câu số 71 này, tốc độ duy trì từ 80 đến 100 á, thì các bạn lấy cái số lớn nhất, số 100 này trừ đi 30 thì sẽ ra cái khoảng cách 70, đáp án số 3. Câu này 72 thì 120 này trừ đi 30 á, thì sẽ thành 90, đáp án số 4. Rồi các bạn nhớ lấy cái mẹo này thì chúng ta sẽ vượt qua những câu này dễ dàng nha. Tiếp theo là những câu hỏi người ta hỏi về đạo đức lái xe này, văn hóa lái xe và bảo dưỡng xe. Thì các bạn chọn cho tôi cả hai đáp án hết. Cứ đáp án 1, đáp án 2. Cứ thế mà chọn. Thì những câu hỏi này á, thì tôi nói cho các bạn tham khảo sơ qua thôi. Bởi vì khi mình đọc ký câu hỏi và ký cái đáp án thì nó là cái điều hiển nhiên rồi. Các bạn không cần phải suy nghĩ đắn đo gì hết á. Mình đọc một cái là mình tư duy ra được rồi. Thì các bạn chọn cho tôi cái đáp án số 1 và số 2 luôn. Đây, những câu về bảo dưỡng xe cũng vậy. Các bạn thấy không ạ? Các bạn đều chọn cho tôi đáp án số 1, số 2. Như câu 113 này, hoặc 117 này. Đó, ta cứ chọn cho tôi 1 và 2. Ở những câu hỏi nào á, khi bạn đọc câu hỏi lên á, người ta hỏi về cảnh sát giao thông ra hiệu như giang tay hoặc giơ tay thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào á, thì các bạn nhớ cho tôi cái câu cửa miệng là giang 1, giơ 2. Như ví dụ như câu 39 này, à mình đọc qua thấy có chữ giơ tay thẳng đứng này, à giơ 2 thì chọn ngày đáp án số 2 này. Câu 40 cũng vậy, à có chữ giơ tay về phía trước này, không, mình không cần quan tâm là giơ tay về phía trước, phía sau gì hết ấy. Cứ có chữ giơ tay là chọn ngày đáp án số 2. Như câu số 41 này, à thấy có cái chữ giang tay, chọn ngày đáp án số 1. Rồi, các bạn có thấy không ạ? Nó rất dễ. Ngoài ra thì còn một số các câu hỏi nó nhỏ lẻ nữa, nhưng tôi cũng nói sơ qua để cho các bạn biết. Ví dụ như là cái khoảng cách an toàn giữa phương tiện giao thông đường bộ với đường sắt là 5 m, là các bạn nên chọn đáp án đó là đáp án chính xác. Hay là cái câu nào mà có đáp án là chữ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì ok, chọn vào đáp án đấy. Nó sẽ còn rất nhiều các câu hỏi nữa, nhưng cần các bạn phải có sự tư duy một chút. Thì trên cái video này á, thì tôi chỉ muốn đưa ra cho các bạn là những cái đáp án nào nóng hổi nhanh nhất. Các bạn chỉ cần nhìn sơ qua câu hỏi là các bạn đã có đáp án chính xác rồi. Thì để các bạn còn có thời gian để các bạn giải quyết những câu cần về sự tư duy, thì ở video sau ấy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tư duy để làm bài thi cho nó hoàn thiện. Chứ nếu bạn học tập mà không có mẹo thì học 450 câu hỏi này sẽ rất khó khăn và phức tạp. Rồi, chào các bạn nhé. Các bạn nhớ đón xem video sau của tôi. Chúc các bạn thành công. Tiếp theo là những câu hỏi người ta hỏi về đạo đức lái xe này, văn hóa lái xe và bảo dưỡng xe. Thì các bạn chọn cho tôi cả hai đáp án hết. Cứ đáp án 1, đáp án 2. Cứ thế mà chọn. Thì những câu hỏi này á, thì tôi nói cho các bạn tham khảo sơ qua thôi. Bởi vì khi mình đọc ký câu hỏi và ký cái đáp án thì nó là cái điều hiển nhiên rồi.
các bạn không cần phải suy nghĩ đắn đo gì hết đấy. Mình đọc một cái là mình tư duy ra được rồi. Thì các bạn chọn cho tôi cái đáp án số 1 và số 2 luôn. Đây, những câu về bảo dưỡng xe cũng vậy. Các bạn thấy không ạ? Các bạn đều cho chọn cho tôi đáp án số 1, số 2. Như câu 113 này hoặc 117 này. Đó. Ta cứ chọn cho tôi 1 và 2.